Ai không xót thương khi nhà mình phải đập phá. Và liệu bạn có cầm lòng được trước một khung cảnh ngổn ngang? Cận cảnh chi tiết khu nhà của Boss Jim bị một nhóm người đem xe cơ giới tháo dỡ nhanh chóng. Có ai biết rằng khi Duy Nguyễn đang phấn khích với việc vận hành tòa nhà BBT quận 12 hoành tráng, thì những hình ảnh này lại được diễn ra mà y hoàn toàn không hay biết. Có thể nói thành Bắc bại Nam. Khung cảnh đổ nát, trơ trọi, trống trải, hoang vu giữa chốn đô thành nhộn nhịp, tiếng máy xúc vô tình và từng mảng gạch đá vương vãi. Và một ngày mưa tầm tã mà chú chim cũng phải đổ lệ đau buồn. Bao công sức, hoài bão bỗng sụp đổ như bộ phim cùng tên. Một lẻ hai chỉ còn là kỷ niệm, và căn nhà của Diêm Chúa Duy Nguyễn chỉ còn là ký ức trong từng tấm ảnh thước phim. Để rồi nơi đây, trên chính mảnh đất đổ nát này, mọc lên một building đồ sộ, sừng sững giữa trời, rực sáng một phương. BBT Building đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cũng như khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Duy Nguyễn tiếp tục chinh phục những công trình gym đẳng cấp khắp Sài Gòn. Gym Beat tiếp tục dậy sóng vì một Duy Nguyễn Tower quận 7, một thiết kế sang trọng nhất của BBT với những hạng mục quen thuộc: gym, kickboxing, yoga and dance, với những thông điệp bất hữu Muscle and Strength đồng hành trong một cơ thể Lean Body Fitness mạnh mẽ và thông minh. Một lần nữa, BBT Building sẽ gây chấn động cộng đồng gym khu Nam như các khu Đông Tây, Nam Bắc. Và đặc biệt hơn, với một trung tâm hội nghị event 5 sao, khu Sky Bar đẳng cấp hướng mặt tiền công viên Hương Tràm. Lớn nhất, VIP nhất, được tâm huyết và đầu tư nhiều nhất. Tất cả sẽ được bắt đầu tại nơi đây, 102 Lý Phục Man, quận 7. Vào giờ phút lịch sử 9 giờ 9 phút ngày 9 tháng 9 năm 2019, Duy Nguyễn chính thức khởi công dự án BBT Building Nam Sài Gòn. BBT luôn đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.